Thưa quý vị, sáng nay Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình hai liệt sĩ Công an nhân dân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã trao quyết định bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình thân nhân hai liệt sĩ Đặng Thanh Tuấn và Võ Văn Toàn, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân, gia đình hai liệt sĩ cũng như lời tri ân trước sự hy sinh cao cả của hai đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, khuya ngày 2 tháng 4 năm 2020, Trung tâm Chỉ huy Thông tin thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo tại khu vực phường Thọ Quang, quận Sơn Trà xuất hiện 9 thanh thiếu niên đi xe máy lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự. Nhận được nhiệm vụ, Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn đã truy bắt đối tượng. Khi đến khu vực gần cầu Mân Quang đã xảy ra va chạm, hai đồng chí bị thương nặng và hy sinh.